khi người ở lại còn đang thống khổ, còn đang hoang mang, còn đang đói khát, thì người ra đi bắt đầu được đến đại khái như những người ở California thì đến Camp Pendleton, được các gia đình bảo trợ làm những công việc nào có thể làm được để cho gia đình mình có cái sống. Cho dù đồng tiền kiếm ra không bao nhiêu, nhưng cũng gói ghém, cũng dành dụm để gửi về những gói quà cho người thân của mình ở nhà. Là những người ở lại mong đợi những thùng quà đó như là cái nguồn sống, bởi vì không có nó thì người ta có thể chết đói, người ta có thể không có cơm ăn, người ta có thể nheo nhóc, người ta có thể phải làm những cái công việc mà mình không làm nổi ở Việt Nam. Thưa quý vị, một bài hát nói lên được không những cái tình thương của người bên ngoài với người còn ở lại, mà còn diễn tả hết tất cả những nỗi thống khổ của những người còn lại trong nước. Một bài hát đã đưa tên tuổi của Việt Dũng đến gần với tất cả chúng ta. Xin mời quý vị thưởng thức Một Chút Quà Cho Quê Hương qua tiếng hát Phạm Ngọc Thảo.
xin chúc yên lành trong giấc ngủ. Giờ vâng.